Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là một bản tin không mấy vui và hơi đáng sợ. Tại vì chúng tôi đang ở Las Vegas cho nên cũng cố gắng đưa những bản tin có liên quan. Và quý vị biết Las Vegas là có cái đập Hoover Dam, là một trong những đập vô cùng nổi tiếng, và cái đập này được cung cấp nước bởi dòng sông Colorado. Và khi dòng sông Colorado đó đổ đến từ bang Nevada thì nó được đổi tên thành Lake Mead, tức là hồ Mead. Thì ở tại đây khi mà mực nước xuống quá thấp, thấp dễ sợ, thì bỗng nhiên trong ngày cuối tuần vừa qua, ngày chủ nhật, thì có một người đi lang thang người trên cái khu vực hồ này để mà ngắm cảnh, thì bỗng nhiên phát giác ra một cái thùng dường như đã bị ăn mòn. Và sau đó đó thì tìm kiếm ra đó cái thùng, thì ở trong đó có một cái thi thể người, kính thưa quý vị. Và cảnh sát khi trung gọi là theo trung úy Ray Spencer khi mà đến kiểm tra thì cho thấy là cái xác này đó nó đã ở đây khoảng chừng ít nhất là 10 năm rồi. Người này đã qua đời từ những năm 1970 cho đến đầu những năm 1980 dựa trên quần áo, giày dép mà nạn nhân đang mang. Và các nhà điều tra đang cố gắng tìm mọi cách để xác định danh tính của nạn nhân. Khoảng 25 triệu người ở Arizona, Nevada, California và Mexico đều dựa vào dòng cái dòng nước của hồ Lake Mead để mà có thể có đầy đủ điện cũng như nước để mà sinh hoạt. Và quý vị biết là cái hồ này đó bây giờ là nó đã giảm đi rất là nhiều. Gần đây đó là hồ đo được chỉ có 1.054 feet, cao hơn so với mực nước biển, trong khi đó lần trước đó, khi mà đo được đó, là nó là khoảng 2.000 feet, tức là nó đã giảm đi tới 160 feet lận. Và năm 1930 là năm mà gọi là nó đầy đủ nhất khi mà được lấp đầy đó, thì đây là lần mà người ta đo được mực nước thấp nhất của hồ Lake Mead. Cho nên dường như là cái việc nước cạn đi không chỉ làm cho chúng ta lo lắng về nguồn nước sử dụng, về điện được cung cấp, mà bây giờ đây còn làm cho chúng ta hoảng loạn vì không ngờ có một cái xác chết lại được tìm thấy ở trong một cái thùng, và cuối cùng là cái xác này đã chết cách đây cả hơn chục năm rồi, rất là khủng khiếp luôn. Và dĩ nhiên là chắc chắn là cảnh sát sẽ điều tra ra được là người nạn nhân này tên gì, danh tính ra sao, tại vì bây giờ kỹ thuật rất là phát triển, sẽ không khó khăn lắm đâu, cảnh sát chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra và chúng tôi sẽ tiết lộ thêm thông tin. Nhưng mà cảnh sát cho rằng là người nạn nhân này chết vì do súng bắn, kính thưa quý vị.